Ngày 13 tháng 5, Thánh Pancratius. Thánh Pancratius là vị tử đạo tiên khởi mà chúng ta biết rất ít về Ngài. Truyền thuyết nói rằng Ngài sinh ra vào cuối thế kỷ thứ 3 và được người chú ở Roma nuôi dưỡng sau khi cha mẹ mất sớm. Sau đó hai chú cháu theo Kitô giáo. Trong thời gian cấm đạo của hoàng đế Diocletian, Pancratius bị chặt đầu vào năm 304. Lúc ấy Ngài mới 14 tuổi. Ngài được chôn trong một nghĩa trang mà sau này mang tên của Ngài. Thánh Pancratius được nước Anh đặc biệt sùng kính vì Thánh Augustine ở Canterbury đã dâng hiến một nhà thờ ở đây cho Thánh Pancratius. Và thánh tích của Ngài được tặng cho vua xứ Northumberland. Lời trích: chúng sẽ bắt bớ và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và nhà tù, và chúng sẽ điều anh em đến trước mặt vua quan vì danh thầy. Đó là cơ hội để anh em làm chứng. Hãy nhớ rằng đừng lo nghĩ cách bào chữa, vì chính thầy sẽ cho anh em tài ăn nói khôn ngoan, khiến tất cả các địch thù không tài nào chống đối hay bắt bẻ được. Trích trong Luca chương 21 từ câu 12 đến câu 15.